Hận thù và bạo lực không bao giờ là tương lai của Việt Nam. Nếu vẫn nghĩ giới chống cộng cờ vàng là một nhóm người yêu nước, không kích động hận thù và bạo lực, chỉ thuần túy đấu tranh bất bạo động vì nhân quyền, bạn nên đọc bài viết mang tựa đề Bao giờ Việt Nam có một mùa xuân Ả Rập, được đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. Bài này cho thấy họ thật sự hận thù chế độ và sẵn sàng khai thác lòng hận thù trong xã hội cho mục đích của bản thân, bất kể những hậu quả là việc đó gây ra cho người dân và đất nước. Trong nửa đầu của bài viết, tác giả Tùng Phong mô tả một số vụ việc ở Việt Nam gần đây là xung đột bạo lực giữa những người bán hàng rong với dân phòng và công an khu vực. Để lấy ví dụ, Tùng Phong kể lại vụ việc của Danh Dương, một người bán hàng rong vừa bị kết tội giết người vì dùng vũ khí thô sơ tấn công cảnh sát. Kế đó, Tùng Phong nhắc một số vụ việc khác như vụ một thanh niên 26 tuổi ở Bình Phước tên Nguyễn Tấn Dương bị công an xã nghi trộm lấy dây điện đã thiệt mạng vì đòn tra tấn của công an. Dựa trên những sự việc như vậy, Tùng Phong tuyên bố rằng xã hội Việt Nam lẽ ra đã phải bùng lên ngọn lửa hận thù giống như chuỗi cách mạng đường phố mùa xuân Ả Rập, vốn cũng khởi phát từ vụ tự thiêu của một người bán hàng rong quá uất ức vì bị cảnh sát cấm buôn bán. Cuối bài, tác giả hù dọa rằng khi giọt nước tràn ly khiến sự căm phẫn của người dân bùng nổ, một cuộc tắm máu sẽ xảy ra. Khi đó, các lãnh đạo và quan chức Việt Nam sẽ có kết cục giống như cựu tổng thống Libya, ông Muammar Gaddafi. Trong bài viết của Tùng Phong có rất nhiều điểm đáng bàn. Trước hết, cần nhìn nhận rằng vụ Nguyễn Tấn Dương chứa những tình tiết cần được pháp luật vào cuộc điều tra. Nhưng vụ Danh Dương thì có bản chất khác hoàn toàn. Nếu nhìn vụ việc theo lời kể của chính Tùng Phong, ai cũng thấy Danh Dương đã thật sự vi phạm pháp luật, cầm dao tấn công dân phòng, công an trước. Chẳng lẽ khi phát sinh một xung đột bạo lực, người bán hàng rong sẽ nhất định đúng, còn công an sẽ nhất định sai? Lối phán xử của Tùng Phong trong bài viết cho thấy ông ta nhìn nhận sự việc qua lăng kính hận thù, chứ không hề quan tâm đến công lý hay pháp luật. Những bài viết kiểu này chỉ cổ suý người Việt Nam chống lại nhau, chứ không hề đem lại công lý và bình an cho những người yếu thế trong xã hội. Kiểu lập luận giống y chang các vụ cổ suý cho Đoàn Văn Vương hay bằng nhóm Lê Đình Kình ở Đồng Tâm tấn công công an là tự vệ chính đáng của thành phần cực đoan, nhân danh bảo vệ nhân quyền, để cổ suý bạo lực, bạo loạn, chống người thi hành công vụ từ trước đến nay của cái gọi là phong trào dân chủ. Điều này lý giải cho thái độ hả hê của trang truyền thông chống chế độ mỗi khi có tổn thất về sinh mạng của cán bộ công an hay viên chức nhà nước. Việc Tùng Phong và đồng bọn cùng phe nhóm luôn mong muốn mùa xuân Ả Rập xảy ra ở Việt Nam mà không hề đếm xỉa đến tình trạng của những quốc gia này và số phận dân tộc Việt Nam sẽ ra sao sau đó. Ngoài Tunisia, trong cả chục quốc gia ít nhiều trải qua mùa xuân Ả Rập, nhất là Syria, Libya và Ai Cập, bị cuộc cách mạng đường phố đó đẩy vào nội chiến, khủng hoảng kinh tế và ngoại thuộc, để rồi nằm dưới sự chiếm đóng của các quân đội nước ngoài hoặc chìm trong nội chiến hoang tàn. Tùng Phong và những kẻ đang cổ suý mùa xuân Ả Rập không hề quan tâm đến số phận của người dân trong hoàn cảnh đó, vì thứ duy nhất mà ông ta muốn là trả thù. Ông ta tiêu biểu cho nhiều nhà chống cộng hải ngoại, những kẻ ngày càng mất đi mối liên hệ và sự đồng cảm với người dân trong nước.